đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã tạo nên một siêu phẩm điện ảnh với kinh phí lên tới 40 tỷ đồng, mang khán giả về với miền Tây của thập niên 1920. Phim không chỉ tái hiện chân thực cuộc chiến chống giặc ngoại xâm mà còn thành công vang dội tại phòng vé, thu về gần 130 tỷ đồng và nằm trong top 3 phim Việt có doanh thu cao nhất năm. Nổi bật với kỹ xảo quay phim tinh tế, phim sử dụng kỹ thuật one shot để mô phỏng không gian sống động và chân thật. Cảnh quay được thực hiện với sự tham gia của hàng trăm diễn viên phụ cùng những thiết bị hiện đại trị giá hàng tỷ đồng. Dù gặp không ít thử thách như thời tiết không ổn định và diễn viên không chuyên, đoàn làm phim vẫn kiên trì để mỗi cảnh quay đạt đến độ hoàn hảo. Đáng chú ý, các cảnh quay one shot đòi hỏi kỹ năng cao và sự điều khiển tỉ mỉ thiết bị quay phim nặng tới 40 kg, nhất là khi theo sát các diễn viên nhí trong bối cảnh đông đúc của khu chợ. Sự phối hợp ăn ý giữa Bi Hân và trợ lý đạo diễn Nguyễn Hồng Thu với hơn một thập kỷ kinh nghiệm đã tạo nên sức mạnh cho ekip làm nên Đất Rừng Phương Nam. Hồng Thu đồng hành từ những ngày đầu tiên, nắm vai trò sắp xếp lịch ghi hình và điều phối các nhóm làm việc, đảm bảo tính chặt chẽ và hiệu quả. Cảnh giải cứu Võ Tòng là một thử thách đối với ekip khi phải sắp xếp số lượng hạn chế của casketer cho các vai quân lính, nghĩa quân và quần chúng mà không để xảy ra sự trùng lặp. Một ngày được dành riêng để tập dượt cho cảnh An và mẹ gặp đoàn biểu tình, yêu cầu sự tập trung cao độ từ mọi bộ phận. Để chuẩn bị cho phân cảnh này, cầu Bình Thủy cũng được sơn lại màu sắc phù hợp với bối cảnh sau khi đã được sự chấp thuận và hỗ trợ từ phía địa phương. Trong quá trình tiền kỳ, kế hoạch quay được tính toán tỉ mỉ, đảm bảo không có sự thay đổi lớn nào so với kịch bản gốc. Mỗi cảnh quay được thực hiện sau khi ekip nghiên cứu kỹ lưỡng, từ vị trí đặt camera đến di chuyển của nhân vật, tạo nên những thước phim sống động và chân thực nhất.